những địa danh nào được in trên những tờ tiền của đất nước Việt Nam. Đầu tiên là tờ 500.000 đồng. Trên mặt sau của tờ tiền này là hình ảnh ngôi nhà tranh Nam Gian tại làng Sen thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là tờ tiền 200.000 đồng là hình ảnh hòn Đình Hương thuộc Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trên tờ 100.000 đồng là hình ảnh Khuê Văn Các, Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Còn trên tờ 50.000 đồng là phong cảnh Nghinh Lương Đình, Phu Văn Lâu, một trong những biểu tượng của cố đô Huế. Tiếp theo, trên tờ 20.000 đồng là hình ảnh Chùa Cầu thuộc phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trên ảnh trên tờ tiền 10.000 đồng là cảnh khai thác tại mỏ dầu Bạch Hổ, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145 km về hướng Đông Nam. Ở mặt sau của tờ tiền 5.000 đồng là hình ảnh nhà máy thủy điện Trị An thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Còn mặt sau của tờ tiền 2.000 đồng được in hình những nữ công nhân đang làm việc ở nhà máy dệt Nam Định. Trên tờ 1.000 đồng là hình ảnh những người lao động đang cưỡi voi khai thác gỗ tại Tây Nguyên.